Hi, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Mobile. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái bé đầy bánh kem các bạn à, trên người đầy kem và dâu luôn. Wow, một màu sắc nhìn rất là thèm ăn luôn đúng không nào? Ồ, mình là một cái dạng rất là khoái ăn bánh kem hay là... Nói chung là những cái sản phẩm mà nó ngọt ngọt xíu cho nên nhìn HNT hơi bị béo luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dắt các em này đi đại chiến cho bà con cô bác xem nha. Tuyệt kỹ băng giá. Ulala, lượng sát thương cực kỳ khủng đến từ anh bạn Titan băng luôn. 21.000 rồi các bạn à. Con số tiếp tục tăng. Lên dẻ, vẫn không lên luôn, thiệt tình cái con này nó lầy hơn mình nghĩ. Giá sát chạy ra, đây là bẻ rồng bánh kem. Wow, chiếc iPhone khổng lồ vừa được xuất hiện luôn. Anh đại này đang được đam các bạn à, sức mạnh đang được tăng mà. Mi gum 43.000. Và bộ giáp của chúng ta vừa bị phá hủy bởi anh bạn này luôn. Quá là sói ca đi ha. Hai con rồng đẳng cấp của mình, hai con rồng mới được mua với giá là 658.000 các bạn à. Và anh em xem nhớ ủng hộ anh ta bằng cách like và subscribe. Wow, để anh ta có thêm động lực và ra nhiều tập hay và hấp dẫn hơn nữa cho các bạn xem nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cái tiết mục biểu diễn của Titan. Hàng nóng hỏi vừa thổi vừa sơi luôn. À, sau khi sở hữu được 4 em đẳng cấp lên Titan thì các bạn sẽ được tặng thêm một cái con rồng, đó là Mithy Titan. Hàng này là hàng VIP không bán nha bà con. Sở hữu 4 con, mỗi con là 329.000, vậy chi đó là 2 con 658, 3 con đó là 1.316.000. Thấy ghê chưa? Công nhận HNT tính toán với tốc độ bàn thờ luôn á. Còn có tính lộn mà con tính lợi nha. Wow, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái tiết mục của bánh kem kaka. Trời ơi, nhìn hai cái chân nữa cơ. Gắn dâu tây mà nó gắn tới mông luôn cơ. Ôi trời ơi, tuyệt chiêu gì đây? Dòng xoắn ốc tử thần. Hút hàng được một em. Wow, bé Bass. À, con này là hệ lửa. Ô la la, khi chú ấy gồng lên thì một cục lửa chà bá được lao thẳng xuống và gây sát thương cho mình. Mình hệ băng mà nó lấy lửa nó đốt thì coi như tan chảy mất. Đây rồi, chiến binh băng luôn cơ. Có cần phải dậy không? Rất là tuyệt vời khi chúng ta được đam mọi người ơi. 51.000 là lượng sát thương đến từ Titan lửa. Banh cái bộ giáp và chắc với các bạn một điều rằng mình sẽ đưa chú ấy về dùng nghế đè ở bên yên. Na na na. Victory nha, được tặng thêm 5 viên game sau một cái hồi đại chiến vất vả và kịch liệt luôn. Action 76 nè. Được rồi. Tiệt chiêu đầu tiên sẽ cố gắng hốt các em đẳng cấp Heroic và có 4 cái đầu. Mới có 4 cái đầu nha các bạn. Ca này hơi căng, vì sao? Vì tên bạn đều là hàng VIP cả. VIP. Bây giờ thì chắc có lẽ là mình sẽ sử dụng đến em bánh kem đi ha. Đây, tuyệt chiêu gọi là xoắn xoắn xoắn. Mình thấy cái tuyệt chiêu nó xoắn từ lư hồng dưa luôn. Wow, mình được đam nè. Hốt một cái xong chạy vô nè. Đó, quýnh xong chạy chứ đứng đó là nó hốt mình không chạy được luôn. Con này nó mạnh quá cơ, gọi là nó quýnh mình mà mình không chạy kịp luôn á. Rồi bây giờ đến bé Benmi. Đây rồi, cuộc chiến khá là căng não luôn khi team chúng ta không có được đam. À, bánh kem được đam nè. Cái gì chứ, mình hiện tại đang rất là kết hai con Titan các bạn à, cho nên tập nào cũng giác sáng hai em này ra review cho các bạn xem hết luôn. Đó, các bạn thấy sức mạnh ghê chưa? Nói ra thì thật sự hai con này mạnh thì cũng không phải là cái dạng mạnh lắm. Nó thuộc dạng trung bình vừa vừa. Đủ ra để review rồng cho các bạn xem. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái hiệp tiếp theo nha mọi người. Anh bạn này level 76 luôn. Wow, chào đón các bạn đến với đội hình vô cùng khủng khiếp của HNT. Ây da da, xem nào. Bộ giáp của mình tiếp tục bị phá hủy bởi cây kích băng.
Vậy rồi thì chiêu mặt trăng xem. 19 ngàn. Một cuộc đáp trả không hề nhẹ đến từ anh bạn chiến binh băng. Cho nó bốc hơi luôn. Victory Bunny level 29. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khều nhẹ với bánh kem kaka nha. Không có gì phải xoắn cả. Mặc dù đội hình tên bạn rất là mạnh nhưng mình cũng chả phải dạng vừa đâu. Đây em là dạng siêu mập mập bụng bự đây anh ơi. Tới luôn. Wow, bé Bura này đã phá vỡ mất cái bộ giáp của mình rồi. Bây giờ chúng ta phải chiến đấu với một cái thân hình trần trụi. Không có một cái miếng giáp nào che thân luôn. Nè tôi tới tả em rồi. Victory. Ây da da, quánh là phải thắng nó mới vui chứ hả. Quánh mà. Wow, bây giờ chúng ta sẽ vào cái khu vực quest. Đây, tranh thủ làm nhiệm vụ nha bà con. Đó, bước vô đây hốt hàng mấy cái em VIP để chúng ta có thể nhận được. Nhận được cái gì nhỉ? Nhận được ở đây hình như là 10 mảnh con hêm. Con ấy tên gì ta? 10 mảnh con Titan, đúng rồi. À, sau khi tốn kém 300 mấy chục ngàn mua một con Titan thì chúng ta vào đây chiến đấu và sẽ nhận được những cái mảnh nha các bạn. Đó, anh em phải chịu cày cuốc đủ các kiểu để có thể lên sao cho em ấy. À, chứ cuộc sống không có gì là gọi là dễ dàng đâu đó nha. Wow, 20 viên game để có thể vượt qua con này là tốn 2 viên. Tới luôn. Em sẵn sàng bỏ 2 viên game rồi để em chơi khô máu luôn nè anh ơi. Wow, cái này chắc mình phải nạp đập con heo. Nạp chắc khoảng 100 ngàn á, gọi là 89k để chúng ta có thể phá con heo các bạn. Lấy 120 viên game ra để chơi. Nhưng mình còn 120 viên game thì quánh được 6 lần. Mà cái này nó rồi hình như là tới 8 lần lận á. Lại tốn tiền nữa, mỗi lần chơi game là tốn tiền. Wow. Ồ, ở đây hình như là nó còn có 2 cửa nữa là hết rồi. 50. Trời ơi, một cái 50, hai cái là 100 viên game. 100 viên game mà chúng ta sẽ nhận được là cái này chắc lên được 1 ngôi sao quá. Này lên được 1 ngôi sao. Còn cái này thì còn 1, 2, 3, 4, 5, 6. What? Tới cái thứ 7 mới nhận được 100 mảnh các bạn à. Kinh thiệt. Ok, mỗi cái này là nó tốn mình 20. Theo cái sự tính toán của mình đó thì không biết nổi hôn đây. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ... À đúng rồi, mình sẽ vào mình chơi cái advent này nha. Đây, đang có một cái advent vô cùng hot luôn nè mọi người ơi. Cố gắng đưa cái em này về nhà để chúng ta có thể nhận được. 1, 2, 3. Đây rồi. Tốc độ luôn. Wow, 3 bước đi. À, còn 2 ngày 41 phút nữa là sẽ hết cái van này nha. Anh em hãy tranh thủ bơi vào để sở hữu được đẳng cấp là... Đẳng cấp là bé L mới. Đây. À, mình sẽ tranh thủ mình kiếm thêm một con Heric mới nữa nha mọi người. Đúng luôn, 1, 2, 3. Wow, được một mảnh Bitcoin. Bát đen. Thỏ trắng cố lên. Hiện tại là mình đang còn 2k 100 điểm. Chắc có lẽ là cũng lê lết lên được phần nào. Wow, 1, 2, 3. Cái này chơi cái bộ khá là tốn thời gian luôn mọi người ơi. À đúng rồi, đúng đường. Mình cứ tưởng đó là em đang đi lộn đường không ha. 1, 2, đó, nhận hàng.
Wow. Đúng rồi, HNT đang hiện tại đang đi đúng đường nha các bạn. Nỗ lực hết sức mình để có thể nhận được em ấy càng sớm càng tốt. Đó. Wow, nhân 5 luôn. Đâu mất tiêu rồi. Ồ, được 2 điểm nữa rồi nè. Wow, cuối cùng thì mình đã thấy một cái mảnh hát nữa rồi. Nghe dân hồ đồng đại đó là khi mà các bạn tập hợp được khoảng 20 mảnh thì các bạn sẽ được một cái con đẳng cấp là Heroic. Mình nghe đồng đại vậy còn mình chưa chắc chắn đó là 100% tin này là chính xác nha. 2 điểm lên luôn. Wow, sau khi nhận được cái này rồi không biết sao chui vô ở giữa đây ta. Wow, mình còn được 1.225 điểm. 1, 2 Yota. Yato Yota liền. Đó, xong giờ lết ra nè. Và các bạn ơi, ai mà chưa subscribe kênh HNT thì nhớ cho một subscribe nha. Nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên để khi mà mình ra video hay là livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo vào chơi với mình cho vui nha. Và đừng tiếc gì một like ủng hộ mình với. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.